học, xong sau đó là thi, để chúng ta có được một tấm bằng điều khiển phương tiện trên đường là một chuyện. Đối với những người biker vận hành những chiếc xe phân khối lớn thì đấy là một chuyện khác hẳn. Bởi vì chúng ta cũng biết được rằng là giao thông tại Việt Nam thì vô cùng chật hẹp và đông đúc. Vậy thì làm thế nào để có thể điều khiển những chiếc xe phân khối lớn một cách dễ dàng và thuần thục? Thì chúng ta sẽ cùng đến với ngày hội chia sẻ kỹ năng lái xe an toàn đến từ Harley Davidson thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình Motorcycle Bootcamp là chuỗi chương trình tập luyện kỹ năng lái xe mô tô an toàn định kỳ dành cho các tay lái Harley và các biker mới. Chương trình do Harley Davidson Sài Gòn và Sài Gòn Hốc phối hợp tổ chức đã chia sẻ các kinh nghiệm lái xe, tập luyện kỹ năng điều khiển xe mô tô một cách thuần thục để các anh em biker luôn tự tin trên mọi hành trình. Khi mà chúng ta lái xe phân khối lớn thì đó là một cái niềm đam mê, nó là một cái thú vui. Và cái niềm đam mê của mình để cho nó trọn vẹn thì nó phải thực sự là an toàn. Mình sẽ yên tâm hơn khi mà mình cầm lái ở những cái đoạn đường khó hoặc là những cái lúc mà kẹt xe. Nội dung buổi tập được thiết kế và hướng dẫn bởi các thành viên chủ chốt của Harley Davidson Sài Gòn và Sài Gòn Hốc, những người đã được tham gia các khóa huấn luyện chuyên nghiệp do chuyên gia của Harley Davidson toàn cầu trực tiếp đào tạo. Cái ứng dụng thực tế nhất mà cho các anh em sau những bài tập như thế này đó là bởi vì chúng ta thấy thường xuyên chúng ta di chuyển trong cái đô thị. Cái công suất mà nó thiết kế của nhà máy nó rất là lớn. Thì nếu chúng ta không sử dụng cái xe một cách linh hoạt và đúng cái kỹ thuật á, thì cái việc mà chúng ta đi chậm mà nó sẽ gây ảnh hưởng tới động cơ xe. Mới là có 3 bài nhưng mà cái bài thứ 3 này là cái độ khó nó được tăng lên rất là nhiều. Nhưng mà cái nó kích thích cái tinh thần tập luyện của mỗi người, làm cho mình có thể là mọi người mặc dù té thì té đó nhưng mà mình vẫn cố gắng mình vượt qua được. Các biker tập luyện những bài tập căn bản như Fusion Zone, kỹ năng đi chậm kiểm soát côn, Hit and Eye, kỹ năng điều khiển chạy xe zig zag, vòng tròn hay vòng số 8. Những chương trình như thế này là vô cùng bổ ích cho các biker bởi những chiếc xe mà họ điều khiển không còn là những chiếc xe máy vài chục phân khối mà là cả nghìn phân khối. Sức nặng rồi kích thước chiếc xe cũng sẽ lớn hơn rất nhiều. Đó là còn chưa kể, những chiếc xe ấy sản sinh ra công suất lớn để đạt tốc độ cao. Người điều khiển chỉ cần không nắm bắt được các kỹ năng lái một cách thuần thục thì mọi thứ không thể lường trước. Không chỉ riêng những chiếc xe Harley Davidson mà bất cứ một loại phương tiện nào dù là lớn hay nhỏ, chúng ta cũng cần phải có kỹ năng để điều khiển chiếc xe ấy một cách thuần thục. Điều quan trọng là để làm sao tham gia giao thông một cách an toàn. Xin chúc các bạn lái xe an toàn.